xin lỗi những người hâm mộ vì đã tin tưởng với bản thân tôi cũng như là các anh em ban huấn luyện như các cầu thủ. Tôi cũng xin đề xuất, mạnh dạn đề xuất là tôi thôi giữ nhiệm vụ huấn luyện trưởng trong đội gia trong gia sắp đến. Chúng ta một lần nữa phải dừng bước ở vòng bán kết của giải đấu khu vực. Xin lỗi người hâm mộ đã kỳ vọng vào bọn em mà bọn em không thể làm được. Rất là nhiều những cái áp lực chính của người Việt Nam. Xin lỗi sâu sắc với tất cả người hâm mộ Việt Nam. Và ngay lập tức sau đây, tôi sẽ xin từ chức. Thay vì nghi ngờ, thay vì chỉ trích thì em xin người hâm mộ hãy luôn luôn đặt niềm tin vào những người được chọn như chúng em. Bùi Tiến Dũng bắn vào. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ ở Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình. Văn Thành. Trực tiếp vô cùng quý giá này, và để chấp chiêu nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đội giỏi giọt quyết. Bóng lại đá. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Lấy hết sự tập trung. 2, 3.
và sau đó là cú đổ kinh tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm, 3-1 rồi, đội tuyển Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người nhận quả đá quyết định. Cầu thủ U23 Triều Tiên. Đồng hồ đã điểm phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và Bùi Tiến Dũng đang đứng trước thử thách. Thủ môn của chúng ta đã bị đánh bại. Đi lên! Đi lên tôi đây! Vào!
viên, các vận động viên chúng tôi có cơ hội ngồi trong cabin cho đến thời điểm cuối cùng để nghe quốc ca Việt Nam. Lần đầu chúng ta có huy chương vàng đá nam SEA Games kể từ ngày hội nhập. Thật là hạnh phúc. Đúng là lần đầu tiên chúng ta được nghe bản quốc ca Việt Nam vang lên sau một trận chung kết môn bóng đá nam ở một kỳ SEA Games. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này. Hãy lấy vinh quang này làm điểm tựa để hướng tới những đỉnh cao mới.